Dạ, em tên là Nguyễn Quốc Thịnh, em người Quảng Nam, em đang làm việc ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì bạn? Dạ, em làm bên công ty thuốc thú y ạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 27 tuổi chị. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Tú Anh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên dạy tiếng Anh. Quê mình ở đâu em? Em ở Đắk Lắk chị. Ở Đắk Lắk, hiện giờ mình đang dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Nếu mà hồi trước giờ chính thức thì hầu như là chưa chị. Chưa có. Bạn đề nghị cao quá đúng không? Dạ. Hay sao? Dạ không phải, lên cái lúc mà người ta tới thì người ta làm quen thì mình không thấy ưng ý, cái đến hồi người ta quay đi rồi mình tự nhiên cái mình thấy minh mấy người ta vậy đó, xong đó thấy chưa. Bởi vậy anh Nguyễn Linh anh hay nói nè, chị em phụ nữ mình cũng phải nắm bắt thời cơ kịp lúc, chứ nhiều khi là nó chỉ cần trọt chút xíu thôi cái lạ đi luôn vậy đó. Dạ. Nha, lần này nếu mà cảm thấy được là mình phải chụp lấy thời cơ liền đó. Dạ. Sơ yếu lý lịch sơ sơ về tên trường của cô gái bên kia. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, hồi cấp 3 thì em có thương một bạn học trên lớp, rồi bạn đi học đại học thì chia tay. 5 năm sau thì em có quen một người nữa. Mà quen mấy năm? Dạ, quen thì cỡ nửa năm thôi. Thôi, bỏ qua chuyện cũ. Dạ. Bây giờ mình sẽ tìm cho mình một người phụ nữ như thế nào? Em thì chắc cũng đơn giản thôi. Cái điều mà ưu tiên nhất là sống chân thành, sống giản dị. Nói chung là cái gương mặt thì nhìn dễ thương, cười tươi. Có duyên chút, da với dáng dễ nhìn chút, không có hình xăm, nếu được không có hình xăm, không hút thuốc, uống rượu, bia, nhậu, đặc biệt là đánh bài. Dạ. Sao bạn nói toàn là trò chơi của con trai không vậy? Dạ, tại em thấy một số phụ nữ cũng có, cho nên thôi mình cứ đưa ra trước vậy cho nó chắc anh. Rồi, để chị hỏi bên đây coi, hút thuốc, xăm mình, đánh bài, em có dính cái nào không? Dạ, chắc chưa chị. Chắc chưa hả? Em nói biết hết, sẽ có. Sợ luôn em. Mình đặt ra cái chuẩn tìm một người bạn trai như thế nào? Mặc dù là em cũng không được ốm mà em lại không có thích người mà mập quá. Thứ hai là đầu không có bị hói. Sao tự nhiên em xuống tông chỗ gì em nói lớn lên em? Dạ đầu không có bị hói, với lại là thêm cái nữa là cao hơn em xíu chị. Em muốn cao bao nhiêu? Dạ em thì 1m68 trở lên là được. Bên đây 86. Em có thích bạn trai có sở trường gì hay tài gì không? Dạ, sở trường với tài thì em nghĩ là không cần. Nhưng mà em thích người là thích tập thể dục thể thao rồi. Nếu có quen thì cũng rủ nhau đi tập thể dục thể thao vậy thôi, cho nó khỏe vậy thôi. Để hỏi ảnh thôi coi anh có thể thao không nha. Anh cao bao nhiêu? Dạ, em cao chắc đạt yêu cầu 111.5% ở bên kia. Sao tự nhiên hại não tôi chi vậy? Thì bên kia đưa 1m68 thì 100 mấy% rồi. 1m75. Rồi có chơi thể thao gì không? Em chơi cầu lông tập tành thôi. Bây giờ bạn có cái điều gì mà bạn cảm thấy không thích ở người phụ nữ không? Dạ nói không thích thì hơi ngại, nhưng mà ví dụ như mà hô sơ sơ. Là thích hô sơ sơ? Tức là không thích hô. Dạ dạ, nói vậy đi cho ngắn ha. Bên đây không có hô sơ sơ, nên hô nguyên hàm. Móm móm được không? Dạ móm thì chắc có duyên hơn. Móm có duyên hơn. Bây giờ đâu hết thích đất thử một vài cái coi. Cứ không phải làm khó nhau dữ. Đâu có làm khó đâu. Tại vì bạn gái bên này chỉ thích người bạn trai có chơi thể thao. Sao quý vị? Ráng làm gì vài chục cái coi. 2 3 4. Thích chất lượng ha. 6 Coi chừng cái lỗ mũi nha. 8 9. Thôi được rồi. Ổn định rồi. Khỏe. Được. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được, tôi gả luôn rồi đó. Dạ, nếu mà tìm hiểu mà hai bên hợp thì chắc khoảng dưới năm đi chị. Bây giờ là trong một năm là đám cưới được đúng chưa? Dạ được. Rồi để tôi về tôi nói cho. Khỏe, cao, đẹp trai, hít đất 10 cái sát rạc. Được. Mà mai phải làm khó quá ha. Đâu, thầy về qua đây, coi đằng nói gái thì coi sao nha em. Dạ. Trời, cô giáo dạy tiếng Anh dễ thương lắm. Oh, good morning. Dạ chưa rồi. Thì tôi mới ngủ dậy tôi tưởng là buổi sáng. Anh bên đây thì anh hơi đẹp trai chút, nói thẳng gì luôn á nha, đàn trai là hơi đẹp trai đấy. Mà thường những người mà đẹp trai á thì hay có những bóng hồng xung quanh, có ghen không? Chắc là ghen anh. Ghen, nhưng mà ví dụ là mình ghen vừa thôi, mà nếu mà người thấy người ta mà người ta mình đã thể hiện cái thái độ của mình như vậy rồi mà người ta vẫn cố tình người ta như vậy thì mình chắc là. Đặt trường hợp em thấy người yêu của em chở một cô gái đi trên đường mà cái tay để lên cái đùi, em sẽ làm gì ngay tức khắc? Chắc là em phải
chạy về nhà xong rồi ăn cơm uống nước cho bình tĩnh rồi sau đó từ từ tính không, chứ còn nếu được cái này được. Trời hay vậy, thấy cái này tâm lý nè. Bởi vì khi mấy cô kia thấy cái trò nhào vô cái gì vậy, sao để tay lên đùi, biết đâu cái cô kia tự nhiên chạy, cô sợ cô vịn tay lên đùi vô tình em bắt gặp làm sao. Thí dụ vậy, mình phải về nhà bình tĩnh để giải quyết, khó để hỏi ăn anh cơm, coi tại nước. Sao đúng rồi tại em vì... uống nước ăn cơm tắm rửa ngủ giấc sáng mai em hỏi. Tại vì thường mà em mà bị căng thẳng là tức giận là em phải kiếm gì em ăn trước cho đỡ tức trước. Được, cô này được xử lý thì nó cũng rất là tốt ha. Thôi hỏi như đó cũng thấy được rồi đó, tình hình là trai tài gái sắc vô. Riêng bà Mai cái vụ ghen này phải học hỏi cô này mới được.